Chào quý vị và xin chào các bạn. Thú vị, hôm nay là ngày 28 tây tháng 6 năm 2021. Ngọc xin chia sẻ một số cái thông tin liên quan đến cái chương trình Child Tax Credit, tín dụng thuế dành cho trẻ em, 300 mỗi trẻ mỗi tháng hoặc là 250 mỗi trẻ mỗi tháng. Nói cách khác, đó là cái tiền 3.000, 3.600 đó quý vị. Để Ngọc sẽ cập nhật cho quý vị, ngày hôm nay là ngày đặc biệt. Nếu như chúng ta muốn opt out thì chúng ta nên làm, ngày hôm nay là hạn chót. Và Ngọc xin chia sẻ và trả lời một số cái câu hỏi liên quan đến cái chương trình 10.200 miễn thuế, refund. Thì cái tiền refund này vì sao mình chưa nhận? Và nếu như mà chưa nhận thì làm cách nào để mình có thể vào mình kiểm tra thử người ta đã gửi chưa? Và nếu như người ta gửi thì gửi bao nhiêu tiền? Thì Ngọc sẽ chia sẻ cái cách cho quý vị làm. Tuy nhiên ở đây Ngọc không có khuyến khích quý vị làm theo cách này. Bởi vì sao? Nếu như quý vị làm sai thì nó sẽ delay, nó làm chậm trễ cái hồ sơ thuế của mình. Thà mình ngồi đó mình đợi quý vị ơi. Thà ngồi đó mình đợi, từ từ nó sẽ về. Từ nay đến cuối mùa hè nó sẽ về. Còn nếu như mình làm sai á, thì nhiều khi nó còn trục trặc hơn nữa. Cho nên là quý vị, nếu như quý vị thấy tự tin thì quý vị cứ làm. Còn nếu như quý vị thấy ok, tôi đọc hoài tôi không hiểu gì hết thì đừng có làm nha quý vị nha. Rồi bây giờ như thế này. Ngày hôm nay là ngày 28 tây tháng 6. Cái ngày cuối cùng quý vị có thể opt out cho cái chương trình Child Tax Credit 3.600, 3.000 mỗi trẻ. Nếu như quý vị chọn opt out thì quý vị vào cái đường link này và quý vị bấm vào cái chỗ unenroll from advanced payments, có nghĩa rằng là quý vị không có muốn nhận trước những cái tháng mà người ta gửi ra, như từ tháng 7 đến tháng 12 quý vị không muốn nhận trước. Quý vị đợi đến khi nào mà quý vị khai xong cái hồ sơ thuế năm 2021 thì lúc đó quý vị nhận một lần luôn. Mình đủ điều kiện nhận bao nhiêu thì mình nhận luôn. Bây giờ nếu như quý vị nhận trước và quý vị nhận nhiều, tại vì người ta dựa vào hồ sơ thuế năm 2020, thậm chí năm 2019 nữa, thì có thể sau này quý vị sẽ bị đòi lại tiền. Nếu như quý vị có thể dự đoán được cái income của năm 2021 của quý vị là khá là cao, hoặc là cái filing status của mình thay đổi, hoặc là cái số trẻ em trong gia đình của mình thay đổi, tự nhiên hôm năm ngoái thì thuế năm 2020 thì 4 đứa, bây giờ thuế năm 2021 thì chỉ còn 2 đứa trẻ em thôi, thì lúc đó quý vị sẽ nhận được ít hơn. Nhưng mà nếu như quý vị không có opt out bây giờ thì có thể người ta sẽ gửi cho quý vị nhiều hơn, rồi mai mốt người ta đòi lại quý vị ha. Thì bản thân Ngọc á, thì Ngọc sẽ không có opt out. Ngọc suy nghĩ lại rồi và ngày hôm nay là ngày cuối cùng và Ngọc quyết định là không opt out. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như mà người ta có gửi tiền cho Ngọc á, thì mà Ngọc không có cần tiền này á, thì Ngọc sẽ dùng cái số tiền này để Ngọc mua chứng khoán. Nếu như mà cuối năm nó lời được 10% thì ok, còn nếu như không lời nữa thì mình cứ ôm đó, ôm lâu hoài mấy năm cũng không sao hết nha quý vị ha. Rồi bây giờ đó, Ngọc thấy cái chuyện opt out này á, thì Ngọc nghĩ nó không cần thiết. Nhưng mà nếu như quý vị rơi vào những cái trường hợp như vậy thì quý vị muốn làm thì quý vị cứ vào cái đường link đó và bấm cái chữ là unenroll thì nó dẫn ra cái trang này. Và khi mà quý vị vào trang này, quý vị một là quý vị đăng nhập nếu như quý vị đã có cái tài khoản với ID.me hoặc là có cái tài khoản với lại IRS rồi. Nếu như quý vị không có thì quý vị phải mở một cái tài khoản, đăng ký một cái tài khoản mới. Rồi quý vị làm theo những cái bước mà người ta yêu cầu nha quý vị nha. Rồi bây giờ sang cái phần thứ hai là cái chương trình miễn thuế dành cho những ai xin tiền trợ cấp thất nghiệp năm 2020 có cái AGI là dưới 150.000. Ngay cả vợ chồng khai thuế chung, cái AGI bắt buộc phải dưới 150.000. Lớn hơn 150.000 thì quý vị không đủ điều kiện để có thể được miễn thuế cái phần tiền trợ cấp thất nghiệp này. Thì quý vị hỏi Ngọc là sao chưa nhận, giờ sao, làm sao để kiểm tra. Thì cái cách mà mình kiểm tra thì Ngọc sẽ chia sẻ ở cuối cái video này. Bây giờ Ngọc sẽ chia sẻ cái lịch gửi của sở thuế IRS, tức là người ta đã gửi ra rồi. Tuần của ngày 4 tây tháng 6 á, là người ta thông báo là người ta đã gửi ra 2.8 triệu refunds đã được gửi đi rồi. Và người ta nói rằng là giữa tháng 6 người ta tiếp tục gửi. Bây giờ thì gần cuối tháng 6 rồi quý vị, và người ta nói rằng là người ta sẽ tiếp tục gửi tháng 7, tháng 8, đến cuối mùa hè thì thôi, xuyên suốt mùa hè luôn, thì không biết là khi nào nó sẽ đến quý vị. Nhưng mà quý vị nhớ nè, nếu như người ta đã gửi ra cho mình rồi á,
thì người ta có thể gửi bằng hai phương thức. Thứ nhất là gửi thẳng vào cái tài khoản của mình qua Direct Deposit. Thứ hai là USPS. Nếu như người ta gửi thẳng đến địa chỉ nhà của mình á, thì nó có thể tốn khoảng là từ 2 đến 3 tuần để mà mail nó về tới nơi. Cho nên là quý vị ơi, Ngọc nghĩ rằng quý vị nên đợi. Còn nếu như mà những cái hồ sơ của quý vị nó hơi phức tạp một chút xíu, thì quý vị là có thể là cái nhóm cuối cùng người ta sẽ xét tới. Người ta sẽ ưu tiên những ai là single filers, chỉ có giảm thuế trên cái phần tiền là 10.200 thôi. Hai vợ chồng khai thuế chung thì tối đa là 20.400, mà mỗi người chỉ là tối đa 10.200, và tối đa của hai người là 20.400. Chú quý vị nhớ nha, cái nhóm thứ nhất là single filers được ưu tiên, nhóm thứ hai là couple jointly, filing jointly, thứ ba là những cái complicated tax returns, để quý vị biết được là nếu như quý vị vợ chồng khai thuế chung thì có thể là quý vị sẽ nhận sau hơn một chút xíu ha. Rồi ở đây á, quý vị hỏi là bây giờ chưa nhận, thì có một cái lý do nữa mà Ngọc đã tìm hiểu và Ngọc thấy rằng là người ta nói rằng là cái phần tiền refund này á, là có thể bị trừ nợ. Và nếu như quý vị nợ thuế liên bang, quý vị chưa trả, thì cái phần tiền refund này sẽ bị trừ. Hoặc là quý vị nợ thuế tiểu bang mà quý vị chưa trả, thì cái phần tiền refund này sẽ bị trừ nha quý vị. Rồi quý vị nợ child support, tiền cấp dưỡng nuôi con, mà quý vị chưa trả, quý vị cũng bị trừ luôn. Cho nên nhiều khi á, người ta trừ nợ hết tiêu rồi, lấy đâu mà gửi về tài khoản của mình, đúng không quý vị? Cho nên là quý vị phải biết cái trường hợp của mình là như thế nào. Rồi một cái điều nữa là quý vị muốn kiểm tra ha, làm thế nào để check online? Thì quý vị vào cái trang irs.gov và quý vị đăng nhập vào tài khoản. Nếu như mà hồi giờ bạn chưa mở tài khoản nào với IRS hết, thì quý vị có thể là phải làm những cái bước tiếp theo để mà mình xác minh cái danh tính của mình. Sau khi quý vị đăng nhập rồi thì quý vị sẽ thấy một cái trang là người ta gọi là Account Home. Rồi quý vị bấm vào cái chỗ là View Tax Records, và nó sẽ ra một cái trang kế tiếp, và quý vị bấm vào cái chỗ Get Transcript. Đó. Rồi quý vị bấm vào cái chỗ Federal Tax, rồi điền vào đó Custom File Number, rồi bấm cái chỗ Go. Rồi sau đó quý vị sẽ chọn những cái Return Transcript hoặc Records of chọn những cái này, Records of Account Transcript, Account Transcript and Wage and Income Transcript for the last 4 years. Quý vị nhớ nha, năm nay là năm 2020, cho nên là quý vị phải chọn cái 2020 Account Transcript. Rồi nó sẽ mở lên một cái PDF file, rồi quý vị coi thử cái transaction section, rồi cái chỗ mà refund issued là cái mà chúng ta cần lưu ý, xem thử người ta đã gửi chưa, và nếu như gửi là gửi bao nhiêu tiền, thì quý vị vào đó quý vị xem và chúc quý vị may mắn. Nếu như quý vị cảm thấy cái này nó tùm lum quá, nó nhiều cái mục mà mình không có biết là mình có làm đúng hay không, thì quý vị không có nên làm nha quý vị. Ngọc thì kệ nó đi, Ngọc để đó. Nếu như mà bây giờ mình không nhận thì mai mốt mình cũng khai thuế để mà mình xin lại được, tiền nó không mất đâu hết quý vị. Thì bây giờ Ngọc đưa ra một cái ví dụ như thế này. Nhiều khi quý vị cứ hỏi là ủa 10.200 là mình rảnh 10.200 hay là sao em? Nhưng mà không phải quý vị ơi, này là nhận bao nhiêu thì tùy thuộc vào cái khung thuế của mình, cái tax bracket, cái tình trạng hồ sơ thuế của mình, là filing status của mình là bao nhiêu, là vợ chồng khai thuế chung hay là khai riêng, rồi hay là single mom, single dad, income là bao nhiêu, deduction, cái những cái khấu trừ, và cuối cùng cái AGI của cái hồ sơ thuế đó là bao nhiêu. Ví dụ như cái khung thuế của quý vị, cái tax bracket là 10% đến 37% ha. Thì ở đây 10% thì quý vị thấy rằng là quý vị lấy 10% nhân cho 10.200 thì sẽ ra 1.020 là cái số tiền mà quý vị có thể nhận lại ha. Còn nếu như cái khung thuế của quý vị là 37% chẳng hạn, thì quý vị lấy 37% nhân cho 10.020 thì sẽ được tối đa là quý vị có thể nhận được là 3.825 đô. À, quý vị ha, đó là cái số tiền mà sở thuế người ta cho lại mình. Ngọc đưa ra một cái ví dụ. Ở đây Ngọc lấy một cái khung thuế ở giữa
Và Ngọc nghĩ rằng rất là nhiều người rơi vào cái thung thế này nè, 22%. 22% nhân với 10.200 thì quý vị có thể nhận lại tối đa là 2.244. Nếu như hai vợ chồng khai thuế chung thì quý vị có thể được miễn thuế trên cái phần tiền là 20.400. Quý vị lấy 20.400 nhân cho 22% thì sẽ ra cái con số mà hai vợ chồng có thể nhận lại được từ sở thuế do cái chương trình miễn thuế này á. Tại vì quý vị lẽ ra quý vị sẽ đóng thuế là 4.488, nhưng mà quý vị đã đóng thuế rồi mà bây giờ luật là nó cho miễn thuế, cho nên là người ta sẽ gửi lại cái số tiền mà quý vị đã đóng rồi gửi lại cho mình đó quý vị nha. Như vậy là ít nhất là quý vị có thể nhận được là 10.020 nếu như mà quý vị nhận đủ, quý vị lãnh cái tiền trợ cấp thất nghiệp là trên 10.200. Đó, và cái khung thuế của quý vị là 10% thì đó là cái số tiền ít nhất mà quý vị có thể nhận được. Ngọc xin dừng lại cái video này ở đây. Nếu như quý vị có những thắc mắc hoặc là những cái chia sẻ, hãy để lại dưới cái phần comment say hi, say bye. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo. Bye bye now.